con một tô bào viên nha. Sau bao nhiêu năm thì vẫn như vậy. Và trong số những người mê món hủ tiếu gõ này thì có một người mà mê đến nỗi đã mở ngay cho mình một quán hủ tiếu riêng. Và đó là ai, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ ngay sau đây. Wow, hấp dẫn quá cái tô nhỏ nhỏ xinh xinh. À, Nhật có rất là nhiều điều muốn hỏi anh Bình Minh, nhưng mà khoan, trước tiên ăn cho nó nóng, nó ngon, nó đã. Hương vị tuyệt vời quá. À, trước tiên Nhật muốn hỏi anh Minh là cái ký ức của anh Bình Minh về món hủ tiếu là như thế nào? À, mình còn nhớ như là cái hủ tiếu đó treo những cái đèn nhỏ nhỏ phía trước, xong đó có bàn ngay vỉa hè thôi, vỉa hè đường Nguyễn Trãi, lúc đấy cũng khuya rồi, cũng khoảng 12 giờ đêm. Mình ấn tượng ngay từ cái giây phút đầu tiên ăn tô hủ tiếu này, nó làm cho mình ấm bụng, nó làm cho mình có năng lượng để tiếp tục bươn trải trong cuộc sống Sài Gòn. Cho nên mình không bao giờ mình quên được tô hủ tiếu Bảo Viên. Cho nên khi mình có điều kiện, với lại với bản thân mình là người mê ăn và cũng ham nấu ăn và tìm tòi rất nhiều món ăn, cho nên là với cái ký ức đó, cho nên mình đã ấp ủ bao nhiêu năm nay để bây giờ trở thành hiện thực. Thích cái món hủ tiếu là một chuyện, nhưng mà mở quán hủ tiếu là chuyện khác nữa. Tại vì khi mở quán thì mình phải có những cái kiến thức về kinh doanh nè, rồi cái bí quyết nấu ăn ngon nữa nè, mới thu hút được khách. Anh đã có bí quyết gì? Cái bí quyết để có được cái món ăn ngon như thế này thì ngay bây giờ mình sẽ cho bạn gặp bí quyết. Đó là cháu của mình, hai chú cháu cùng kết hợp món ăn này. Đây là một cô cháu cũng ham ăn, cho nên lớn cũng nhanh lắm. Bảo Ngân! Hồi nãy bạn mải ăn quá cho nên là thiếu mất món rau. Hủ tiếu mà chưa có rau thôi. Tí xíu nữa rút kinh nghiệm không có sao. Đây là bạn bí quyết đúng không? Chào Ngân. Kinh nghiệm kinh doanh nhá, là hai chú cháu cùng kết hợp, mình có kinh nghiệm kinh doanh, còn cô cháu đây là có kinh nghiệm về nấu cái món hủ tiếu này. Và cái bí kíp này thì cũng chia sẻ với các bạn là mình mua lại bản quyền của chú Tư Già, mua lại cái thương hiệu này, mua lại cái bí kíp này, xong đó về hai chú cháu cùng kết hợp làm. Và hỏi bí kíp như thế nào thôi, nhường cho cô cháu mình trò chuyện với bạn. Bạn có thể chia sẻ cho quý vị khán giả cái bí quyết để mà mình nấu cái món hủ tiếu này ngon như vậy không? Dạ, hủ tiếu bò viên thì quan trọng nhất sẽ là bò viên của mình. Bò viên của bên em thì nó sẽ mịn, dai và giòn. Cắn ra thì thực khách sẽ cảm nhận được cái vị thơm của bò viên, độ dai, độ giòn. Còn cọng hủ tiếu thì sẽ được làm từ bột gạo, cho nên là khi mà nấu ra nó không bị chua, khách không ăn không bị ngấy. Ngoài ra thì nước lèo thì bên em đó là đặc bí quyết riêng rồi. Và bí kíp đó thì không để chia sẻ ở đây được. Chú xíu chia sẻ riêng em gì em nấu nha. Thôi em phải đi làm việc tiếp, chị có thể ngồi trò chuyện với chúng mình nha chị. Rồi, cảm ơn bí quyết của hủ tiếu. Rất là nhiều vai trò, diễn viên, đóng quảng cáo, rồi kinh doanh rất là nhiều ngành nghề cũng như là các cái vai trò khác nữa. Thì khán giả rất là sợ là anh mê kinh doanh quá rồi bỏ luôn. Quý vị khán giả thì sao? Thực sự chia sẻ bạn làm bất kỳ công việc nào mình cũng phải thích. Và từ thích đó thì mình mới tìm tòi, mình mới học hỏi để hoàn thiện cái công việc của mình được. Và khi mà quán hủ tiếu thì cũng không ngoại lệ, cũng giống như tất cả những công việc khác. Vậy kể cả từng tô hủ tiếu, gần từng cọng rau như thế này, mình cũng trực tiếp cùng với cả đứa cháu mình đi vào siêu thị để chọn và tìm một cái nhà cung cấp chất lượng rau sạch. Như bạn đã biết, khi mà mở một quán ăn thì cái điều đầu tiên mình đặt ra đó chính là vệ sinh an toàn thực phẩm. Đó là chính là đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng cũng như cho chính bản thân của mình, cho gia đình mình khi mà ăn tô hủ tiếu như vậy. Bên cạnh đó thì cái vấn đề cái thái độ phục vụ, cung cách phục vụ, mình đề cao cái đó. Tại mình đã từng làm cái dịch vụ, mình đã từng là người đi phục vụ, mình biết được cái cách phục vụ nó quan trọng, nó chính là một trong những cái yếu tố quyết định thành công của quán. Như mình thời gian đầu ra mình đã đo được lượng khách, như bạn biết nguyên vật liệu trong một ngày bán được khoảng bao nhiêu tô, mình áng chừng cần đó và cái thực phẩm nhập vào chỉ cần đó mà thôi. Nếu khách tới nữa là cũng không còn thực phẩm.
vị ơi, với một món hủ tiếu bò viên hết sức mộc mạc, gần gũi và dân dã với tất cả mọi người, quý vị đã dành tình cảm cho Bình Minh trong qua từng vai diễn thì hãy tiếp tục dành tình cảm cho mình cũng như cho quán hủ tiếu của Bình Minh quý vị nhé. Cảm ơn anh và chúc cho các kế hoạch của anh thành công nhé. Rồi, xin cảm ơn bạn.